Nhưng mà vấn đề là mình cạy ở đây này, mình cạy ở đây khó lắm bạn ạ. Mình cạy mãi mới ra được như thế này rồi. Nhưng mà bạn có nhìn thấy được xuyên xuyên trong đây không? Chắc là bạn không nhìn thấy xuyên ở trong đây đâu. Để mình tiếp tục cạy tiếp đi. Mình đã cạy ra được đến đây rồi. Vấn đề là nếu mình cạy thêm á, cái này dán keo mà lại keo chắc lắm, cho nên sẽ phải bình tĩnh mà làm thôi. Bạn thấy không, đang gãy đó, keo ở đây này. Cho nên nếu ai không biết thì sẽ vứt cái này đi. Đến đây rồi và ốc mình đã vặn hết cả rồi. Đây này, ra đến đây rồi nha. Vấn đề là bây giờ thêm một chút nữa đi. Vừa bao nhiêu là con ốc rồi, đã tháo hết sạch thân xanh rồi, rồi còn dán thêm cả keo nữa, làm kỹ quá, nó làm kỹ kinh khủng đấy. Từ từ là vừa quay thì là sẽ khó lắm đó bạn. Nhưng mà cũng may là cái loại keo mà nó hơi dẻo dẻo bạn. Mình cạy ở một cái mức độ là vừa phải phải thôi. Đừng có cạy mạnh quá. Nếu mà cạy mạnh quá thì sẽ... Nếu mà nó còn hát thì... Thì mình phải... Có thể sửa được hay không? Vừa cạy nước ra. Hắn cứ tổ chức này. Chỉ còn tí tiếp cuối cùng chỉ ra là ôi giời ơi, một sự gọi là đi thủ chết. Bạn nhìn thấy không, nhựa gắn này, gắn như thế cơ mà. Cuối cùng mình đã tháo được ra và một chú loa rất ngon bạn ơi. Đấy bạn thấy không, loa bát ra ngoài. Bây giờ mình sẽ tháo con loa này ra, tháo con loa này ra thôi. Đây, một siêu loa đây, để có còn sống hay không. Loại loa này làm sao mà có thể chết được. Nó sống nhăn răng bạn ơi. Bạn thấy không? Đây này. Mình biết ngay là nó không thể dễ mà ra một này là chính xác nhất. Mình giật bắt đầu ra này, đúng không? Mình quẹt thì nghe tiếng xẹt này. Thấy không? Bây giờ mình kiếm con tụ chuẩn chút nha. Tụ này, tụ hóa này, hơi to. 15 ổ không được. Đây bạn ơi, chuẩn của nó đây, 82 ổ em bạn ạ. Đét luôn. Đây. Cái này thì cắt đây, chứ làm phía này là phía dương các bạn. Dương này. Cái này thì mình sẽ cắt nó đi, sẽ là tóc nó ra này. Đấy. Và sẽ kết nối. Đấy. Như vậy là bạn kết nối như thế này nha. Đây. Tức là nó là như thế. Và bây giờ mình sẽ mở loa luôn một thử nhé. Đây là cái dây của âm ly này.
mình mà mở bản. Đập rất là nhiều bát đấy. Là bây giờ mình rồi ốc trở lại ngày xưa nó làm vô cùng cầu kỳ luôn. Và công việc cuối cùng gọn gàng sơn nó đi cho nó đẹp dễ.